Xin được gửi lời chào bình an và lời chúc tốt lành đến tất cả quý vị khán giả và các bậc phụ huynh đang theo dõi chương trình 8 chuyện trưa cùng bác sĩ Nhi Đồng. Thưa quý vị, chương trình do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ phối hợp cùng với Bệnh viện Nhi Đồng thành phố thực hiện và được phát sóng trên các nền tảng của Alo Bác sĩ và Bệnh viện Nhi Đồng thành phố. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chủ đề thực hiện với tên gọi là đề phòng viêm phổi tái phát, đâu là dấu hiệu trẻ cần phải nhập viện ngay? Và để trả lời câu hỏi này, mời quý vị lắng nghe phần tư vấn ngay sau đây của bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Minh Trí, là trưởng khoa khám bệnh của Bệnh viện Nhi Đồng thành phố. Dạ, xin được mến chào bác sĩ Trí. Vâng, xin chào Thanh Ráp, cũng xin chào quý vị khán giả. Dạ, thưa bác sĩ, một số bậc phụ huynh là dù đã để mắt đến con của mình rất là kỹ càng, nhưng mà cứ đến khi giao mùa thì con của mình lại khục khạc vài tiếng ho, sổ mũi, thậm chí là viêm phổi. Đặc biệt còn có trẻ gặp tình trạng viêm phổi tái phát khiến cho các bậc phụ huynh rất là lo lắng về vấn đề này. Và trước tiên thì Thanh Đáo xin phép nhờ bác sĩ có thể giải thích cho các khán giả hiểu rõ hơn về khái niệm viêm phổi tái phát là gì, thời gian xảy ra thế nào được xem là viêm phổi tái phát, thưa bác sĩ Trí. Vâng, xin chào quý vị khán giả, xin chào Thanh Ráp. Hôm nay chúng ta cùng tới một cái chuyên đề cũng liên quan đến đường hô hấp. Thì ở đây chúng ta có một khái niệm là viêm phổi tái phát. Thì viêm phổi tái phát bản chất của nó vẫn là bệnh lý viêm phổi. Tuy nhiên ở đây người ta nhấn mạnh đến yếu tố là cái bệnh này nó đã hết và nó bị tái trở lại. Cho đó ở đây thì tôi cũng xin phép chia sẻ quý phụ huynh mình có hai cái khái niệm mà chúng ta cần làm rõ trong cái viêm phổi tái phát. Thứ nhất là chúng ta có một tình trạng gọi là viêm phổi kéo dài. Có nghĩa là gì? Một em bé nó bị viêm phổi, hầu hết 85% nó sẽ được điều trị khỏi hoàn toàn trong vòng 4 tuần. Trong một số trường hợp thì tình trạng này nó sẽ kéo dài hơn 4 tuần thì người ta gọi là viêm phổi kéo dài. Trong trường hợp này nó không được xem là viêm phổi tái phát. Viêm phổi tái phát nghĩa là sao? Nghĩa là em bé đã được điều trị khỏi hoàn toàn. Mình có bằng chứng dựa vào lâm sàng, em bé nó thở bình thường và thậm chí một số tiêu chí về cận lâm sàng là chúng ta phải có phim X quang phổi bình thường. Sau đó bé bị tái lại viêm phổi. Trong vòng 1 năm nếu bé có từ 2 lần viêm phổi trở lên có thể được xem xét là một viêm phổi tái phát. Dạ. Như từ đầu chương trình Thanh Ráp có chia sẻ, thực tế thì có rất nhiều bậc phụ huynh họ cho rằng là tôi chăm sóc con của mình kỹ lắm, chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ luôn nhưng mà cũng không có thể tránh khỏi cái tình trạng này. Vậy thì đâu là nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng này, thưa bác sĩ? Đối với viêm phổi tái phát hay một cái bệnh lý đường hô hấp nói chung thì chúng ta cần lưu ý thế này. Một em bé được chăm sóc tốt, tuy nhiên em bé nó bị bệnh, có nghĩa là ví dụ em bé nó đi học, em bé bị ho, hắt hơi, sổ mũi, khò khè vân vân. Thì cái việc em bé nó bị bệnh thường xuyên này nó là rất là phổ biến và không gì phải lo lắng cả. Tuy nhiên viêm phổi là một bệnh lý nặng và trong cái nhóm bệnh lý đường hô hấp thì đó là cái tổn thương sâu nhất. Tôi giải thích thế này, ví dụ em bé nó bị bệnh chẳng hạn đi, đầu tiên nó bị vi trùng nó xâm lấn vào trong đường mũi họng trước. Thì có thể nó bị viêm mũi, viêm họng, viêm amidan vân vân. Rồi nó đi sâu xuống phía dưới là các đường dẫn khí, là viêm phế quản. Và tận cùng của cái đường dẫn khí là các túi phế nang nơi trao đổi oxy. Thì khi bé bị viêm vào trong đó, lúc đó chụp trên phim phổi mình sẽ những cái đốm trắng 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 trắng. Tại cái túi phế nang nó giống như là cái túi vậy đó. Do khi viêm nó sẽ đốm trắng và nhiều cái túi nó sợ cái đốm giống như chùm nho. Thì cái tình trạng đó mới gọi là viêm phổi. Nghĩa viêm phổi là viêm ở nơi tận cùng của cái đường hô hấp của em bé. Và là một tình trạng không phải là quá thường xuyên ở các trẻ. Do đó một khi em bé bị bệnh thường xuyên thì có thể chỉ là vấn đề lây nhiễm cho các bé mà thôi. Nhưng một em bé bị viêm phổi tái phát, con em bé nó bị viêm phổi từ 2 lần trở lên trong 1 năm, thậm chí nhiều hơn nữa, thì lúc này người ta nhận thấy rằng 80% những bé viêm phổi tái phát là có những cái bệnh lý nền mà chúng ta chưa lưu ý. Và nếu chúng ta không cân nhắc lưu ý đến những cái nguyên nhân dẫn đến viêm phổi tái phát đó thì trẻ sẽ có nguy cơ bị tái phát nhiều lần sau nữa. Dạ, dạ thưa bác sĩ Trí ơi, trẻ em thì các bạn nhỏ nằm trong cái độ tuổi nào hay là nhóm trẻ nào thì dễ gặp phải viêm phổi cũng như là tình trạng viêm phổi tái phát à, thưa bác sĩ? Đối với viêm phổi thì người ta thấy rằng ở Việt Nam chúng ta hầu hết độ tuổi bị viêm phổi thường gặp ở độ tuổi trẻ dưới 5 tuổi. Dạ. Tuy nhiên, như tôi đã nói, viêm phổi tái phát là một tình trạng viêm phổi thường do bệnh lý nền. Tôi nói ví dụ trẻ bị tim bẩm sinh chẳng hạn đi, mới sanh ra đã bị bệnh lý tim rồi. Do đó một bé bị viêm phổi tái phát lại có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào. Do đó chúng ta sẽ lưu ý thế này, nếu bé mà có những cái vấn đề về bệnh lý nền thì chúng ta cần phải cân nhắc trao đổi các bác sĩ về cách chăm sóc trẻ để giúp cho trẻ hạn chế bớt tình trạng tái phát. Dạ, liệu rằng triệu chứng của viêm phổi tái phát có khác so với lần đầu tiên hay không? Và nếu có thì cái triệu chứng nào là điển hình nhất, thưa bác sĩ? Trong viêm phổi tái phát nó sẽ gồm có hai nhóm triệu chứng. Một là triệu chứng của viêm phổi. Cái triệu chứng này nó thường không có quá ư là khác biệt so với một viêm phổi thông thường.
em bé nó vẫn có cái dấu hiệu quan trọng là gì? Nó bị giảm cái khả năng trao đổi khí trong phổi. Do đó nó sẽ bù trừ lại bằng cách nó tăng cái việc hô hấp của trẻ. Như trẻ phải thở nhanh nhiều hơn, trẻ thở gắng sức, thở co lõm nhiều hơn. Và cái nồng độ oxy máu trong trẻ sẽ bị thay đổi. Như chúng ta đo cái độ bão hòa oxy máu bằng máy đo SpO2 thì nó sẽ giảm xuống. Tuy nhiên bên cạnh các triệu chứng của bệnh lý viêm phổi thì nó thường đi kèm với triệu chứng của bệnh lý nền. Tôi nói ví dụ một trẻ bị viêm phổi do bệnh lý tim bẩm sinh thì có thể nó đi kèm với bệnh cái triệu chứng của bệnh nền đó là bệnh tim bẩm sinh đó là trẻ bị tím tái chẳng hạn, hoặc là trẻ có dấu hiệu của suy tim. Do đó thì khi viêm phổi tái phát thì thường chúng ta phải điều trị cả bệnh lý viêm phổi và bệnh lý nền. Là cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình có một tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc. Ai cũng mong muốn con mình được chăm sóc sức khỏe thật hoàn hảo. Bệnh viện Nhi đồng thành phố, nơi chăm chút mầm xanh đất nước. Thưa bác sĩ, trong quá trình chăm sóc con thì có một số bậc phụ huynh cũng rất là hay, đó là bắt bệnh qua tiếng ho. Cứ mà ho nặng rồi đờm nhiều là viêm phổi. Vậy thì cái quan điểm của bác sĩ Trí về cái vấn đề này như thế nào ạ? Như tôi đã chia sẻ, trong cái chẩn đoán viêm phổi có nghĩa là gì? Em bé nó phải tổn thương ở nơi tận cùng của đường dẫn khí là cái túi phế nang. Do đó dấu hiệu mà quan trọng và đặc thù nhất của viêm phổi là khả năng giảm trao đổi khí của cơ thể. Có nghĩa là gì? Em bé nó bị giảm oxy máu, như vậy trong một lần tim nó bóp đi thì nó không cung cấp đủ oxy thì bé nó phải bù trừ bằng cách là gì? Nó tăng cái tần số thở. Có nghĩa bé nó thở nhanh hơn. Mặc nếu mà nó tăng tần số thở rồi, nó thở nhanh rồi mà nó vẫn không cung cấp đủ oxy thì nó phải thở gắng sức. Có nghĩa là gì? Nó phải cố gắng thở, hít nhiều không khí hơn trong một lần thở. Thì đó là những cái triệu chứng mà chúng ta nghĩ tới viêm phổi. Trong khi đó ho đờm là một cái triệu chứng rất là chung. Nó có thể xảy ra trong viêm phổi và nhiều bệnh lý khác. Do đó trong cái quan điểm của tôi thế này, cái triệu chứng mà quý phụ huynh nghĩ tới cái việc ho đờm đó mà kết luận là viêm phổi là hoàn toàn không chính xác. Tuy nhiên thực tế rằng thế này, tôi nhận thấy cái câu hỏi vừa rồi nó chính xác, mà có thể nó chính xác vào giai đoạn trước Covid thôi. Trong giai đoạn Covid vừa rồi thì với cái sự hỗ trợ của truyền thông cũng như các quý vị phụ huynh, chúng ta cũng có cái dịp chúng ta biết được, thấy được những người nhà chúng ta bị viêm phổi do Covid, thì chúng ta cũng bắt đầu có hiểu được cái khái niệm rằng viêm phổi là lúc đó chúng ta đo SpO2 nó giảm xuống, em bé nó thở mệt hay là thở nhanh thế nào rồi. Do đó giai đoạn gần đây thì cũng may mắn thay là tôi nhận thấy rằng cái việc mà quý phụ huynh gắn kết cái triệu chứng ho đờm với viêm phổi hầu như nó không còn nữa. Như bác sĩ Trí vừa chia sẻ là cái vấn đề thở nhanh và thở co lõm lồng ngực là dấu hiệu chính mà chúng ta nghĩ đến viêm phổi. Vậy thì nhờ bác sĩ thông tin cụ thể hơn về cách đếm cũng như là cách quan sát lồng ngực của trẻ để kịp thời nhận diện các tình huống này thưa bác sĩ. Vâng, đặc thù ở bệnh lý nhi thì nó có sự thay đổi theo độ tuổi. Do đó qua chương trình trao đổi ngắn gọn ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ cách để quý phụ huynh chúng ta dễ nhớ cũng như dễ đánh giá được tần số thở của con. Trước tiên, cái dấu hiệu sớm nhất của viêm phổi là em bé sẽ thở nhanh hơn bình thường. Để tăng cường cái khả năng trao đổi khí như tôi đã mô tả đó. Thì làm sao biết con mình thở nhanh? Thì đầu tiên chúng ta phải quan sát, mà quan sát cái lồng ngực. Do đó thường chúng ta sẽ cho trẻ nằm xuống và bộc lộ toàn bộ cái vùng lồng ngực của trẻ. Và thường chúng ta sẽ nhìn như thế nào? Ví dụ cái lồng ngực của trẻ đây thì tôi sẽ nhìn nghiêng qua. Có nghe tôi sẽ nhìn, chứ tôi nhìn trực diện thì tôi sẽ khó đánh giá được à. Thì cứ mỗi lần cái lồng ngực nâng lên hạ xuống thì đó là một lần tần thở. Thì đối với những trẻ từ 5 tuổi trở lên thì thở trên 30 lần một phút được xem là thở nhanh. Trẻ dưới 5 tuổi thở trên 40 lần một phút được gọi là thở nhanh. Trẻ dưới 1 tuổi thì thở trên 60 lần một phút được gọi là thở nhanh. Như vậy thì cái con số cũng khá là dễ nhớ phải không ạ? Ở đây tôi chia sẻ thêm một cái kinh nghiệm nữa. Vì em bé đặc thù là gì? Em bé nó hơi là hồi hộp. Đôi lúc khi chúng ta bộc lộ vô lồng ngực, chúng ta đặt trẻ nằm xuống, trẻ khóc. Xong đó sau khi khóc thì nó sẽ thở nhanh một giai đoạn. Sau đó nhịp thở trở lại bình thường. Thì đối với viêm phổi là em bé nó thở nhanh hằng định. Có nghĩa là chúng ta hình dung này, cái phổi nó bị viêm bên trong, cái tế bào phế nang nó bị tổn thương bên trong thì không thể nào sau vài phút mà nó bình thường này được đâu. Do đó một khi thấy con mình thở nhanh sau quấy khóc, quý phụ huynh cũng bình tĩnh. Chúng ta có những cách có thể đợi trẻ bình tĩnh là chúng ta đếm lại, hoặc chúng ta sẽ đếm nhiều hơn. Thì thông thường tôi sẽ tư vấn quý phụ huynh chúng ta sẽ đếm trong vòng 3 phút thì chúng ta chia làm 3, chúng ta lấy trung bình. Nếu con số nó bình thường thì không sao. Nếu con số bất thường thì chúng ta nên kiểm tra lại sau 30 phút.
Thì nếu sau những lần đánh giá kỹ lưỡng như vậy mà trẻ vẫn thật sự thở nhanh thì có khả năng con mình đã bị viêm phổi và chúng ta nên sớm đưa trẻ đi khám. Thì lúc này các bác sĩ người ta sẽ nghe cái phổi của trẻ, thậm chí chụp cái phim X-quang để kiểm tra cái chẩn đoán này. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Dạ thưa bác sĩ Trí, khi mà trẻ có biểu hiện của viêm phổi, đặc biệt là viêm phổi tái phát thì cha mẹ chúng ta ngay lúc này chăm sóc trẻ như thế nào và cái trường hợp nào thì cần phải nhập viện ngay thưa bác sĩ? Đầu tiên tôi cũng chia sẻ thế này, viêm phổi là một bệnh lý nặng. Dạ. Và hầu hết các trẻ sẽ không tự khỏi được nếu mà không được điều trị đối với viêm phổi. Cái điều thứ hai chúng ta cũng cần lưu ý, viêm phổi vẫn là cái nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong tất cả các bệnh lý trẻ em tại Việt Nam ở những trẻ dưới 5 tuổi. Chính vì vậy nếu con mình chỉ bị viêm họng, viêm phế quản thì quý phụ huynh có thể theo dõi và cũng như có thể đôi lúc là mình chăm sóc một cách là đỡ trước khi đi khám bệnh. Nhưng mà đã được chẩn đoán viêm phổi rồi thì chúng ta cần theo sát sự hướng dẫn của bác sĩ. Thì trong chương trình hôm nay thì tôi xin phép được chia sẻ cách chăm sóc đối với những trẻ bị viêm phổi đang được điều trị ngoại trú, có nghĩa là còn được theo dõi tại nhà nha. Còn một khi quý phụ huynh đã phải nhập viện để điều trị rồi thì trong bệnh viện thì chúng ta sẽ theo sát hướng dẫn của nhân viên y tế trong bệnh viện. Thì đối với một trẻ bị viêm phổi thì chúng ta cần lưu ý gì? Trước tiên là chúng ta phải biết dấu hiệu nào trẻ nặng hơn, đúng không ạ? Có nghĩa là gì? Viêm phổi là một tình trạng tổn thương đường dẫn khí và nhu cầu oxy của trẻ thì rất là cao. Đôi lúc rằng cái tình trạng mình uống thuốc đó, mình xong thuốc đó, mình điều trị rất tích cực đó nhưng thuốc nó chưa kịp tác động mà cái nhu cầu em bé nó phải có oxy rất là nhiều là nó dẫn đến tình trạng nó mệt và nó suy hấp nặng hơn thì chúng ta phải biết, chúng ta đưa đi tái khám ngay, thậm chí là nhập viện cấp cứu. Thì dấu hiệu nào gợi ý rằng trẻ đang diễn tiến nặng hơn? Đầu tiên là dấu hiệu vẫn là đường hô hấp, có nghĩa là gì? Con mình nó thở càng lúc càng nhiều hơn. Ví dụ như thế này, tần số thở của trẻ ở một trẻ khoảng dưới 1 tuổi đi, khoảng chừng 6 tháng tuổi đang bị viêm phổi đi, nó đang thở là khoảng 65-66 lần một phút. Sau khoảng 2 ngày điều trị nó thở nhiều lên 70-80 lần một phút là biết rồi, thôi rõ ràng là con mình nó đang thở 60 lần, nó cung cấp không đủ oxy, uống thuốc điều trị bây giờ nó phải thở lên tới 70-80 lần. Mà chúng ta hình dung thế này, một giây nếu thở 60 lần một phút là trung bình một giây là chúng ta phải thở này. Chúng ta thử thở theo con của mình đi, một phút mà chúng ta thở 60 lần là cái cơ hô hấp chúng ta tới mỏi vô cùng luôn. Do đó nếu mà con mình mà nó thở với mức độ 70-80 lần một phút thì tôi thưa quý vị rằng nó mất rất nhiều sức và nó có tình trạng là kiệt quệ đường dẫn khí, có nghĩa là gì? Khi em bé nó mỏi cơ quá, cái cơ nó sẽ sụi xuống và nó thở không nổi luôn. Cứ mình thấy nó đang thở nhanh, tự nhiên nó thở chậm xuống là cái dấu hiệu đó là rất là nguy hiểm luôn, có thể nó chuẩn bị là ngưng thở đó. Do đó một khi mình thấy cái tần số thở của mình trong quá trình điều trị tại nhà mà nó không thể cải thiện được thì tôi khuyên quý phụ huynh nên cân nhắc cho trẻ nhập viện. Tại trong bệnh viện chúng ta có những cái phương pháp hỗ trợ khác, chúng ta có cho trẻ thở oxy chẳng hạn thì nó sẽ cải thiện vấn đề hô hấp và oxy. Cái dấu hiệu thứ hai là kiểu thở, có nghĩa là gì? Khi em bé thở nhanh thì còn một cách nữa để nó tăng cường cái dưỡng khí là gì? Nó sẽ thở gắng sức, có nghĩa là sử dụng các cơ hô hấp phụ bình thường nó không cần dùng tới, nó chỉ cần nâng lồng ngực lên là được rồi. Bây giờ những cái cơ khác như cơ liên sườn nè, cơ hõm ức, cơ cánh mũi nó phải gồng lên để nó cái lồng ngực nó nở tối đa, thì mình thấy lồng ngực nó lõm vô thế này, cánh mũi nó cứ phập phồng, cái cơ hõm ức nó lõm vô thì mình thấy rồi, thôi cái này là nó chuẩn bị là nó giống như là mình chạy đua đó quý vị. Thì chạy tới lúc này là kiệt sức lắm rồi, thôi mình ráng dùng tất cả những cái cơ hô hấp cuối cùng của mình để mà mình về đích á, thì chúng ta biết rằng bé nó trụ cũng không được lâu. Do đó thật sự tôi cũng nói thế này, hầu hết nếu mà trẻ phải sử dụng cơ hấp phụ thì các bác sĩ đã cho nhập viện rồi. Tuy nhiên trong một số trường hợp có thể vào thời điểm khám thì nó chưa sử dụng cơ hấp phụ, nhưng mà về nhà vài tiếng đồng hồ sau nó sử dụng cơ hấp phụ thì quý phụ huynh cũng lưu ý nên cho tái khám liền nha quý phụ huynh. Cái dấu hiệu thứ ba thì tôi không khuyến cáo sử dụng lắm, nhưng mà bây giờ nó khá là phổ biến. Khi tôi trực tiếp thăm khám ra quý phụ huynh hỏi về đo máy SpO2, có nghĩa bây giờ đợt Covid vừa rồi thì nhà nào cũng có một cái máy đo, đúng không ạ? Thì cái chỉ số mà gợi ý là chúng ta dưới 96%, nhưng mà tôi cũng chia sẻ thế này, nó thực tế rằng các máy đo chúng ta nó không chính xác lắm, và đối với các trẻ thì nó không giữ yên như người lớn ha. Do đó thì chúng ta dùng để tham khảo thôi. Thì tham khảo là gì? Chúng ta cũng theo dõi sự thay đổi. Ví dụ nha, mới đầu bé nó đo là 98% đi, mình không biết con số này đúng hay sai, nhưng mà tự nhiên á, cũng bé đó sau khoảng 2 ngày nó rớt xuống 96% cùng một cái máy luôn, à thì có thể rằng cái mức độ oxy máu nó đã giảm rồi đó. Thì cái đó chúng ta cũng đưa đi khám liền. Đó là đầu tiên là chúng ta phải biết theo dõi dấu hiệu nặng ha. Cái dấu hiệu thứ hai, cái điều chăm sóc thứ hai chúng ta phải lưu ý đó là về vấn đề dinh dưỡng nha. Trong điều trị viêm phổi, dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng. Ở đây nó có những cái điều khó khăn thế này. Mình biết rằng á, bên dưới của cái phổi là cái cơ hoành, mà dưới cơ hoành là cái dạ dày,
em bé nó thở mạnh thì sao, cơ hội nó ép xuống dạ dày, ăn no cái ép xuống là ói, ăn no ói, chưa kể bệnh uống thuốc là đó mệt lắm rồi. Và em bé bản thân khi nó mệt á, nó bị bệnh á, thì cái lưỡi nó tiết ra cái, nó cảm nhận cái vị giác rất là kém. Nếu người lớn mà bị viêm phổi mình hỏi là người ta thấy cái lưỡi ta đắt, có người ta ăn ta, cái bánh ngọt của bình thường nó ngọt, giờ nó không có ngọt nữa, do đó nó nhìn đồ ăn là nó sợ, nó nuốt cho có, mà nuốt cho có thì lại khó tiêu, khó tiêu rồi dễ ói. Do đó trong điều trị viêm phổi thì tôi thường khuyên vào tên này gọi là nhu cầu dinh dưỡng tối thiểu, có nghĩa là gì, chúng ta vẫn cố gắng cho trẻ ăn để gì, nó mới có sức nó lướt bệnh. Nhưng đừng có đặt cái kỳ vọng rằng trong cái giai đoạn này nó phải ăn được như bình thường, thậm chí nó tăng cân, mình phải chấp nhận con mình phải đứng cân, có thể nó hơi sụt cân một tí nhưng mà nó vẫn ăn đều đặn. Thì khi chúng ta hiểu được cái cơ chế ói của trẻ là dạ dày nó phải căng, cái cơ hoành ép xuống, thì bây giờ chúng ta đừng để cho dạ dày nó căng là được. Chúng ta cho trẻ ăn ít ít thôi, từng chút từng chút từng chút, ăn bằng độ nào lỏng mềm thôi để chi nó qua dạ dày cho nó nhanh. Chứ còn đồ ăn mà nó thô dạ dày nó phải co bóp, mà nó co bóp bên trên nó đè xuống, cứ một phút nó thở tới mấy chục lần nó đè xuống và dạ dày nó co bóp thì nó chịu sao nổi. Do đó ăn cái đồ mà nó dễ tiêu thôi, uống sữa ăn cháo gì đó cho nó nhẹ nhẹ tí xíu. Nếu em bé nó bị ói thì cho nó nghỉ tí xíu rồi đút tiếp. Và chúng ta cũng lưu ý một cái chỉ số tôi nói thế này gọi là bỏ ăn bú hoàn toàn. Bỏ ăn bú hoàn toàn đây không phải là không ăn bú gì nha quý vị. Đối với tiêu chuẩn của Tổ chức Thế giới là giảm dưới 50% là chúng ta lưu ý rồi. Ví dụ một ngày của bé uống 600ml sữa, giờ nguyên một ngày đếm tới đếm lui chưa được 300. Uống chia nhỏ đủ kiểu chưa được 300ml sữa. Một ngày nó ăn 3 bữa, mỗi bữa ăn được một chén đi, bây giờ ăn được có mấy muỗng thôi, ăn được có mấy muỗng thôi, đút tới đút lui cũng được. Thì thông thường ở tình trạng đó, đối với y khoa, dưới 50% dinh dưỡng bình thường của trẻ, người ta đã được xem là bỏ ăn, bỏ bú hoàn toàn rồi. Thì cái tình trạng này nếu nó thoáng qua vài tiếng đồng hồ, sau đó mình tính nguyên một ngày nó vẫn đỡ tí xíu thì thôi, mình nên tham khảo trực tiếp bác sĩ điều trị nha quý vị. Nhưng mà nếu mà trong chương trình này tôi đưa hướng cảnh báo thế này, nếu tình trạng này nó kéo dài trên một ngày, có nghĩa là chúng ta đã kiểm tra nguyên một ngày cố gắng rồi, thì có thể ngày hôm sau chúng ta nên đi tái khám để chúng ta tìm cái cách nào đó để cho trẻ được hỗ trợ dinh dưỡng tốt ha. Như vậy chúng ta có hai cái theo dõi và chăm sóc quan trọng. Riêng đối với viêm phổi tái phát thì chúng ta phải lưu ý thêm vấn đề bệnh nền nữa. Vấn đề bệnh nền có nghĩa là gì? Bên cạnh cái chăm sóc điều trị viêm phổi thì cái bệnh nền đó chúng ta vẫn phải duy trì. Ví dụ em bé đã bị tim bẩm sinh vẫn phải uống thuốc điều trị tim bẩm sinh, vẫn phải tuân thủ các chế độ ăn mà của những trẻ bị tim, ví dụ là kiêng muối chẳng hạn. Đó, do đó chúng ta phải duy trì cái vấn đề đó cho trẻ. Ngoài ra đối với một số tình trạng bệnh nền, trong những đợt lý bệnh lý nó xuất hiện thì người ta phải tăng liều thuốc. Tăng liều thuốc để kiểm soát cái bệnh nền đó. Ví dụ mà em bé nó bị vấn đề về hen suyễn chẳng hạn đi, vào thời điểm nó đang uống thuốc dự phòng hen mà nó bị viêm phổi, thì thường cái người bác sĩ điều trị người ta sẽ tăng cái thuốc dự phòng hen cho bé lên để tránh cái tình trạng và nó kết hợp cái hen. Do đó thì những yếu tố đó là yếu tố mà tôi chia sẻ quý vị cần lưu ý khi chăm sóc trẻ tại nhà. Dạ vâng, cảm ơn cái phần chia sẻ rất là đầy đủ về và chi tiết về cái phần theo dõi nhận diện cũng như là chăm sóc trẻ tại nhà. Thưa bác sĩ, trong cái quá trình công tác của mình thì bác sĩ nhận thấy đâu là những cái sai lầm hay là những cái thói quen xấu của các bậc phụ huynh trong cái vấn đề chăm sóc trẻ mà khiến cái tình trạng viêm phổi của trẻ thêm trở nặng hơn thưa bác sĩ Trí? Thực sự thì gọi là những sai lầm thì tôi nghĩ rằng đó là một cái cách nói, nhưng tôi nghĩ rằng đôi lúc chúng ta cũng có nhiều cái điều mà chúng ta có thể cải thiện được. Nếu chúng ta cải thiện được thì có thể trẻ sẽ tốt hơn. Cái điều đầu tiên mà tôi nhận thấy vấn đề ở đây, riêng đối với viêm phổi tái phát thôi nha, có nghĩa là gì? Có vẻ con của mình nó bị viêm phổi nhiều lần quá quý vị. Và đôi lúc có thể rằng trong những năm đầu tiên chúng ta cũng có sức khỏe, sau chúng ta cũng mệt, và chúng ta công việc cuối năm nó bận bịu quá nên nhận thấy vấn đề là nó có là sự thờ ơ quý vị. Có nghĩa như lần sau thấy con em lần trước cũng viêm phổi vậy đó, nó bình thường quá. Và thật sự rằng chúng ta hiểu rằng đó, tôi nhắc mạnh lần nữa là viêm phổi vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu trẻ dưới 5 tuổi. Và cái diễn tiến của nó là tính theo giờ, nó không có hạn định đâu. Do đó rằng thời điểm bác sĩ khám có khi vài tiếng sau đã khác cho phụ huynh cũng là người bác sĩ tại nhà luôn đó. Do đó cái điều quan trọng nhất tôi nghĩ rằng khi con mình bị viêm phổi thì chúng ta cần ý thức được rằng trẻ đang có một cái điều trị cần phải tích cực một tí, và chúng ta cần có cái sự chăm sóc và theo dõi thật là kỹ lưỡng. Cái thứ hai đó là cái vấn đề về dùng thuốc. Đối với viêm phổi tái phát, chính vì bé uống thuốc rất là nhiều, có những bé nó phải uống thuốc mỗi ngày luôn,
Do đó quý phụ huynh nhìn thuốc, quý phụ huynh cũng ngán, mà thêm vào đó là chúng ta cũng có những cái luồng thông tin là thuốc nó hại này nọ, thì tôi cũng hiểu rằng cái điều đó là nó đúng một phần thôi. Nhưng mà trong cái viêm phổi á, nó giống như em bé nó tổn thương tới đường dẫn khí cuối cùng rồi, bây giờ nó còn chỗ nào đi sâu hơn, đi sâu hơn là cái phổi nó nát rồi, nó nhiễm trùng huyết thôi. Thì bây giờ mình không điều trị tích cực thì sao? Chúng ta biết rằng những liều thuốc điều trị viêm phổi thì nó thường nhiều gấp rưỡi những liều thuốc điều trị viêm họng, có nghĩa cái nồng độ thuốc người ta cần cao hơn đó. Do đó vì vậy khi uống thuốc thì quý phụ huynh cũng đừng có tự giảm liều thuốc. Tôi thấy rất nhiều quý phụ huynh đó là mình tự giảm liều thuốc xuống tại mình sợ này nọ đó, và từ đó nó dẫn tới cái tình trạng là điều trị nó không có được giống như cái dự liệu ban đầu. Thì còn lại tôi nhận thấy thế này, hầu hết quý phụ huynh đều yêu quý trẻ, đều cố gắng làm những điều tốt nhất. Chúng ta cố gắng kiên định cái vấn đề điều trị. Nếu có những điều gì mà chúng ta chưa có an tâm thì chúng ta nên trao đổi trực tiếp với người bác sĩ điều trị để chúng ta hiểu được cái việc đó, à cái việc đó cần như thế nào. Và nếu chúng ta có những cái khó khăn nhất định nào đó trong cái cuộc sống, ví dụ giờ này kiểu nào em cũng đi làm tới khuya, em không thể nào cho con em uống thuốc được, ví dụ như vậy đó, thì để coi tùy tình huống nha quý vị, sẽ có những cái thuốc nó tác dụng kéo dài hơn. Bác sĩ có thể cân nhắc, có thể nó không phải lựa chọn hàng đầu đâu, nhưng mà trong tình huống đó thì có thể mình cân nhắc, à thôi dùng cái loại mà tác dụng uống ngày một lần thôi chẳng hạn, để cho em bé nó theo dõi điều trị của nó đáp ứng hay không, thì chúng ta cần trao đổi với cái người chăm sóc, từ đó tìm ra giải pháp tốt nhất cho con mình. Dạ vâng. Về cái vấn đề dùng thuốc thưa bác sĩ Trí, ngoài cái vấn đề là phụ huynh chúng ta dùng thuốc được kê đơn của các bác sĩ, thì có cái loại thuốc nào không cần kê đơn mà có thể sử dụng được trong những cái tình huống này hay không, và nguyên tắc sử dụng là gì thưa bác sĩ Trí? Đối với những cái thuốc không kê toa đối với bệnh lý đường hấp thì rất nhiều. Thật sự thì trong nhiều tình huống tôi nghĩ cái việc sử dụng vẫn là được. Nhưng một lần nữa tôi nhấn mạnh rằng chủ đề hôm nay chúng ta nói là viêm phổi. Có nghĩa là một khi bé đã được chẩn đoán là viêm phổi rồi đó quý vị, thì gần như chúng ta không được tự ý dùng thuốc nha. Có nghĩa ví dụ con mình ho, sốt, cái kiểu mà mình đã quen thuộc kiểu cảm sổ mũi hay là thậm chí viêm phế quản luôn mà nó nhẹ nhẹ đó, thì quý phụ huynh tự dùng những cái thuốc ho thảo dược hay là thuốc rửa mũi hay thậm chí là những cái chai thuốc xịt, hay một số phụ huynh còn uống cái những thuốc tăng đàm nữa, thì tôi nghĩ một số tình huống nó vẫn được, không sao cả, miễn sao mình biết mình theo dõi con, chứ mình đừng uống xong mình lơ là luôn. Nhưng một khi chẩn đoán viêm phổi rồi, tức là chẩn đoán đúng và đủ rồi đó, thì có nghĩa là mình đã đi vào một cái quá trình điều trị rất là nghiêm túc rồi. Các bác sĩ ta cho thuốc ta cũng cân nhắc, thứ nhất là liều nó rất là nhiều rồi, do đó thuốc nào cần lắm người ta mới cho quý vị nha, mà dùng nó cũng đã ngán thuốc rồi, do đó thì thôi trong trường huống này chúng ta không cần phải mua thêm thuốc gì đâu. Nếu chúng ta có cái triệu chứng nào mà chúng ta cảm thấy bất an thì chúng ta cứ trao đổi bác sĩ để tùy tình huống. Thì tôi cũng chia sẻ thế này, riêng với bản thân tôi thì tôi cũng chia sẻ với quý vị thế này, trong quá trình điều trị viêm phổi á, thì nó có những cái giai đoạn nhất định, ví dụ như giai đoạn đầu bé thường sốt và nhiễm trùng rất là nhiều, do đó mình cần ưu tiên những cái thuốc làm sao cho em bé nó diệt con vi trùng và giảm viêm. Lúc này tôi thường chưa dùng cái thuốc tăng đàm cho em bé đâu, tại lúc này thường nó chưa có đàm nhiều, chưa có ho nhiều, uống nhiều nó chịu không nổi. Rồi qua giai đoạn mà em bé nó bớt sốt á, thường lúc này sẽ ra đàm. Thì tôi hay tư vấn với phụ huynh thế này, có nghĩa là ra đàm không phải lúc nào nó cũng xấu đâu. Nếu mà ra đàm mà thở mệt sốt thì bé nó nặng đó, nhưng mà khi ra đàm mà hết sốt tỉnh táo chơi giỡn này tốt, tại vì bản chất con vi trùng khi nó chết nó cũng tạo đàm, thì lúc này mình có thể cân nhắc mình giảm những cái thuốc kia lại một chút, mình bổ sung thuốc tiêu đàm cho em bé, để sao cái lượng thuốc lúc nào tôi phải tính à, ví dụ mình uống giống như nó thì mình có no không, chứ uống vô mà no luôn thì sao nó chịu được, đúng không? Rồi sau đó mình mới giai đoạn cuối mình có thể bổ sung các vitamin phục hồi. Chứ nhiều lúc tôi thấy phụ huynh rau của tao mới bị sốt thôi, gì nè, kháng sinh, kháng viêm, rồi tiêu đàm, vitamin, dinh dưỡng, biến ăn, trời ơi, tôi nhìn cái toa thuốc đó thì tôi nói thật quý vị, uống sao uống nổi. Do đó viêm phổi là một cái giai đoạn điều trị mà nó có những cái điều chỉnh thuốc theo từng giai đoạn nhất định và đáp ứng của bé. Do đó thì chúng ta không cần phải mua thuốc nào đâu nha, nếu cần thiết chúng ta nên trao đổi bác sĩ là điều hợp lý nhất. Dạ vâng ạ. Dạ thưa bác sĩ Trí, thời điểm giao mùa hiện nay thì các bậc phụ huynh chúng ta nên phòng ngừa cái tình trạng viêm phổi, đặc biệt là viêm phổi tái phát cho con em của mình như thế nào là tốt nhất ạ? Thật sự thì ở đây thì tôi quay lại cái phần nguyên nhân viêm phổi tái phát một chút ha. Thì thật sự viêm phổi tái phát là một cái vấn đề mà nó khó là khó ban đầu thôi, chứ còn bản thân chính vì nó tái phát nên bản thân những người có con bị viêm phổi tái phát thì người ta cũng phần nào ta biết được bệnh của con người ta. Thì tôi nói có hai cái nguyên nhân chúng ta cần nhìn một cách khách quan. Thứ nhất là nguyên nhân từ môi trường, có nghĩa là thường là gì, ví dụ em bé, tôi nói thế này, vừa rồi có một cái báo cáo của một cái đề tài tiến sĩ về những cái tác nhân gây viêm phổi ở Việt Nam, thì nó có tới ba con hàng đầu là con tụ cầu Staphylococcus, con thứ hai là con phế cầu khuẩn Streptococcus pneumoniae, con thứ ba là Haemophilus influenzae, có nghĩa là người ta nghiên cứu mà những cái nhóm mà nó
nó phổ biến thôi đó, rất là nhiều đó. Có nghĩa là viêm phổi là cái tên thôi, chứ còn cái bệnh nó nhiều con lắm. Do đó là gì, ví dụ phụ huynh trong một lớp bé nó bị viêm phổi, có thể là bé này bị con này, bé bị kia bị con kia đó. Do đó thì nếu mà chúng ta đi học mà trong lớp các bé bị bệnh mà không may bị nhiễm con vi trùng gây viêm phổi thì bé nó có thể bị viêm phổi tái phát nhiều lần. Thì lúc này thì cơ địa bé hoàn toàn bình thường. Thì để phòng ngừa cái này thì tôi cũng xin nhắc lại chúng ta nhớ lại Covid một tí, tại thật sự cái này nó lây y chang Covid quý vị. Do đó thì nó cũng hơi tế nhị ha, có nhiều phụ huynh giai đoạn cuối năm mình bận bịu quá, mà nếu con mình bị bệnh thì thôi mình cũng cố gắng cho bé ở nhà để mình nó hạn chế tiếp xúc, chứ nó không bé này nó lây bé kia, nó cứ vòng vòng vậy đó ha. Rồi cái nguyên nhân thứ hai là xuất phát từ cơ địa của bé, có nghĩa là gì, những cái bé này nó là có bệnh lý nền và khiến cho nó dễ bị bệnh hơn. Thì nói về vấn đề này để cho quý vị dễ hình dung thì chúng ta biết là cái hệ cơ quan đầu tiên, cái bệnh lý nền đó, cái hệ hô hấp trước đã, thì cái bệnh mà thường dẫn nhất là cái bệnh hen phế quản. Tại hen là em bé nó bị thời tiết nó thay đổi lên cái cơn khọt hè vân vân, nhưng mà mình biết rằng trong cái cơn hen á, em bé nó không có sốt, nó chỉ là một cái tình trạng phản ứng nó co thắt phế quản thôi. Do đó nếu mà chúng ta cắt được cái cơn xong thuốc tốt thì em bé nó khỏe. Nhưng mà nếu như một cái cơn hen này không được xử lý tốt, nó dẫn đến tình trạng kéo dài sao, nó dẫn tới tình trạng bội nhiễm, có nghĩa là con vi trùng nó vô, nó dễ xâm nhập vô cái đường dẫn khí hơn, và lúc này em bé nó sẽ bị tái phát nhiều lần, là do cái tình trạng cái bệnh lý hô hấp. Một cái bệnh lý nó rất là dễ hình dung cho quý vị ha. Ngoài ra có những cái vấn đề khác liên quan đến hệ hô hấp, chẳng hạn như bất thường bẩm sinh vân vân. Cái hệ thứ hai mà sát bên cái hệ hô hấp là hệ tim mạch, cái trái tim kế bên, là cũng nguyên nhân hàng đầu luôn. Ở ví dụ như cái bệnh lý tim bẩm sinh thì từ cái bệnh lý tim bẩm sinh hàng đầu thường gặp ở các trẻ là cái bệnh lý thông liên thất. Thì thông liên thất không biết chương trình hôm nay nó có giới hạn thời gian hay không, nhưng tôi cũng chia sẻ đối với dễ hình dung, tại viêm phổi ở bệnh nhân thông liên thất rất nhiều và tái phát thường xuyên. Thì trong cái buồng tim của chúng ta nó chia làm bên trái và bên phải ha. Bên trên thì có hai cái tâm nhĩ, bên dưới hai cái tâm thất. Thì cái tâm thất bên phải nó sẽ bóp cái máu đen, cái máu đã được sử dụng rồi, nó không còn oxy nữa, lên phổi để trao đổi không khí. Rồi cái máu đó nó muốn quay về tim trái, nó từ nhĩ trái đi xuống thất trái, là thất trái là bơm cái máu đỏ đó đó, là cái máu đã chứa đầy oxy đi nuôi cơ thể. Mình hình dung không? Ví dụ lẽ ra một bên máu đen máu đỏ không có liên quan với nhau đó. Bây giờ thông liên thất là gì? Cái lỗ nó nằm giữa hai cái buồng thất đó, máu đen máu đỏ trộn với nhau. Thì quý vị hình dung là nha, bây giờ máu đen trộn máu đỏ, như vậy là cơ thể bé ví dụ cần 10 lần máu đỏ đi, và bây giờ nó được có 8 phần máu đỏ thôi. Vì vậy nó thiếu oxy đúng không? Thì nó phải thở nhanh hơn. Thở nhanh hơn sau hệ hô hấp hoạt động nhiều hơn, em bé mệt hơn, đúng chưa? Do đó nó khiến cho hệ hô hấp dễ bị tổn thương. Rồi sau cơ thể của mình bây giờ nó cần 10 phần máu đỏ mà nó chỉ có 8 phần máu đỏ thôi, thì nó sẽ bị thiếu cái oxy cung cấp cho các cơ quan, và hàng đầu là hệ miễn dịch. Cho hệ miễn dịch của những bé đó thường nó yếu và nó dễ mắc bệnh. À, do đó khi nó bị thông liên thất á, thì nó dễ bị bệnh là như vậy đó quý vị. Chính vì vậy thì chúng ta cũng hình dung ha, cái bệnh lý của hệ tim mạch nó ảnh hưởng đến bệnh lý của phổi. Cái hệ thứ ba là kế bên luôn là hệ tiêu hóa, nằm bên dưới luôn. Thì chúng ta một cái ví dụ là bệnh trào ngược chẳng hạn đi, cho hình dung ha. Thì trào ngược là gì? Chúng ta biết cái đường dẫn khí nè, cái ống cứng cứng phía trước là cái khí quản, phía sau là cái thực quản. Bây giờ nếu nó trào có dịch axit từ cái dạ dày lên trên mà nó trớ ra ngoài thì thôi, mà lúc tới đây nó hít vô thì sao? Nó hít vô trong cái phổi, nó gây ra viêm phổi tái phát. Tóm lại là gì? Chúng ta sẽ có nhiều cái bệnh lý nền liên quan, mà ta nhận thấy 80% các trẻ mà bị viêm phổi tái phát sẽ có bệnh lý nền. Do đó khi mà chúng ta xác định được bệnh lý nền của con thì chúng ta nên điều trị cái bệnh lý nền đó, kiểm soát nó thật tốt để giảm cái nguy cơ tái phát bệnh viêm phổi cho con. Dạ vâng, Thanh Đáp xin thay mặt cho tất cả quý vị phụ huynh cũng như là những người thực hiện chương trình xin gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Trí ngày hôm nay đã nhận lời tham gia. Mến chúc bác sĩ thật nhiều sức khỏe. Ok, rồi cảm ơn quý phụ huynh và cảm ơn Thanh Đáp. Dạ. Thưa quý vị, và thông tin vừa rồi của bác sĩ Trí chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Và Thành Đáp cũng hy vọng rằng với những thông tin này sẽ giúp ích cho tất cả quý vị có thêm những cái thông tin kiến thức trang bị cho mình để bảo vệ sức khỏe cho con em của mình một cách tốt nhất. Cảm ơn một lần nữa đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau. Là cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình có một tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc. Mong muốn con mình được chăm sóc sức khỏe thật hoàn hảo. Bệnh viện Nhi đồng thành phố, nơi chăm chút mầm xanh.